Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nước xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng. Trưởng lão xa lời Phật Đại Mộng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Mà Câu Huy La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng: Từ nay qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật là
Tại trong cõi cần lãng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Làng. Xa lời vẫn lại trong cõi cần lãng có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng đấy ao thuần, dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly và lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng, bạc lưu ly và lê xa cử xích châu mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang Đà La. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ưng đứng phân ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bôn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xa lời phân cõi nương cần làng, thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng không tước anh và xa lời cá lăng tận và công màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ma thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao, và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, lời phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà? Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương
không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng phần đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Kim nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời Phật lại đứng phần đó có vô lượng vô biên, thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi Cần Lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyển. Trong đó có rất nhiều vị bậc, những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn. Phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó, xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay, người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tô Di Tướng Phật Đại Tô Di Phật Tô Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này, xa lời Phật Đăng Phật Danh Văn Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi
phải nên tin kinh sừng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng khó phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà xa số đứng phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tan bất cả tư nghị công đức nhưng tiếc chư phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương băng cò đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra thương lời rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh sừng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm tràng Phật trì pháp Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên kinh chứng tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư phần sa hộ niệm này xa lời phân thể giới phương trên có đứng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di chân phần hằng hà xa số nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng phân thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đứng phân nói xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật a di đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ
người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiên trừa phiền não trừa chúng sanh trước màn trượt trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này tặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố
tận xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa viên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bán nhà đao bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân. Mau về thì thần chú linh tri đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư án, làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đế yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà hăng. Yên đế yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà hăng. Ba đê ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba ni ba đê cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố trôi sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh, tùng thiền thệ thế gian giải vô thường trì. Điều ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thắng Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thắng Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trương điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử danh dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua ninh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trùng. Bờ
lợi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới canh chuyên trì chú đạo dừng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giang từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tử giang giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trở phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thương hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm Phật đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự quy ái dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di không than nước mắt đầm về nếu đem tích chớ suối khe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tử xích thần rối ren địa ngục thông khổ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn
nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, tỳ kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm, ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là nhân địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn.
cha con thân quen bạn hèn, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà hàng, miệng khoe quan đã tựu thành thánh nhân, tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò thấu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tán dương ngoài mặt đành điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lẫn nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành đành, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Nam mô Thiện Công Đức Phật, Nam mô Thiện Sắc Phật, Nam mô Thiện Thức Phật, Nam mô Thiện Tâm Phật, Nam mô Thiện Quang Phật, Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật, Nam mô Bất Khả Thắng Phật.
Phật. Nam mô Bất Khả Thắng Vô Ý Phật. Nam mô Vô Lượng Phật. Nam mô Tóc Dữ Phật. Nam mô Bất Đồng Tâm Phật. Nam mô Sân Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Danh Vô Uy Phật. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi à, sao gia quan cũng phải thời ăn năn à, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn đắm mê sắc đẹp bên ngoài à, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều à, mà lòng tham sắc dễ siêu à, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay âm. Tai ưa đàn ngọt hát hay à, những lời êm dịu vui vầy nỉ non làm cho chi khí hao mòn à, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm à, mùi thơm hoa lá ý lầm phát xanh à, lưỡi thèm thịt béo cá tanh à, bội thêm gốc khổ tội sanh thâm à, đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều. Ý tưởng tượng cao siêu ở lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phân đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thanh thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng nếm toàn pháp vị không màng lời danh an. Sám thân công đức hoàn thành áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không. Sám y công đức cũng đồng diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ quy tam bảo vương bờ tử sanh. Nam mô Danh Tự Tại Hổ Thế Gian Phật. Nam mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật.
Nam mô Danh Pháp Hành Quán Tuệ Phật. Nam mô Công Đức Trụ Trì Phật. Nam mô Danh Diệu Thắng Tư Tài Tướng Thông Xưng Phật. Nam mô Danh Diệu Thắng Tư Tài Thắng Phật. Nam mô Danh Lạc Pháp Phân Tấn Phật. Nam mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam mô Danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật. Nam mô Danh Tịnh Tịnh Vương Phật. Nam mô Danh Giải Thoát Hành Phật. Nam mô Danh Đại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật. Nam mô Danh Hiệp Tụ Na La Diệm Vương Phật. Nam mô Danh Tán Hoại Kiến Ma Luân Phật. Nam mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật. Nam mô Danh Đắc Phật Pháp Ba Đầu Ma Phật. Nam mô Danh Đắc Phật Nhãn Phân Đà Lợi Phật. Nam mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham, hoặc ghét, hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn, đập cuối gài mái đạo hầm, cung tên nó đạn giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt uống chiều miếng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oan than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tanh mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa.
lại còn binh biên can qua tranh giành biên giới cô mà diễn nhau đạn bom pha xóm nổ cầu đích thân tàn sát hoặc thâu người làm hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung nghề đau phủ thủ lạnh lùng chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng nghề đồ tể cúng bao tàng phanh thay loài vẫn dung nhan chẳng sờn bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê biết hàng pha tổ cán xe nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương làm bao án nghiệp phi thường nay con sám hối mười phương môn lòng mà cũng từ vô thị kim trung mà phá thai diễn trưng độc trùng hại nhau cắn hoang trồng chia bén áo anh tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra gậy roi gồng khóa khảo tra nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau nói thì như thế lách lao nay con sám hối cần cầu chư tôn anh vì chân ngô mùi em dồn mà con có phạm không còn thiếu chi xin nhờ lượng thanh từ bi chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang sống lâu vô lượng tuổi vàng không còn vương mắc vào đàn tật sân không còn tư tưởng hại nhân tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa thương người như thế con ta thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh giúp cho tới chỗ an toàn còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân người người đều cảm Phật ân không còn sợ hãi mười phần mừng vui quy hết thảy phân rồi con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương ấy Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi len lấy trong càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngắm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oan. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa. Nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham ngâm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuê nông thuê mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối ăn đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiện tín cúng dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn. Cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiện tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri. Kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa. Rơi rào thuê vắng chiếm bừa đất đai, của người sang đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tinh chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đảo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cam.
Tội tình vô cáo cầm da má gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa tạo bao thảm cảnh não nề nay xin sám hối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian anh lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn bán thì cân nhẹ đâu non buôn thì nài em chẳng còn nướng tay cắt đo thực tất ngăn dài đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay dâng lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồn chẳng che cướp giật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình mượn trò bói toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi anh ăn kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nướng nơi phần đa cầu cho ác nghiệp được tha chứ tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành ăn năn sám hối tội tình hoàng không nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời ngọc châu mưa xuống từ trời ý phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn không còn ý tưởng trộm vay người người đều biết đủ đầy chẳng tham lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can lại ưa bố thí rải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Nam mô công đức tự tại Phật. Nam mô thính tự tại Phật. Nam mô thế tự tại Phật. Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Ý Trụ Trì Phật. Nam mô Địa Trụ Trì Phật. Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật. Nam mô Khi Trụ Trì Phật. Nam mô Công Đức Tánh Trụ Trì Phật. Nam mô Sắc Thắng Phật. Nam mô Chuyển Pháp Khởi Phật. Nam mô Nhật Thiết Quang Hình Thi Phật. Nam mô Phán Nhật Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật. Nam mô Pháp Thành Tựu Phật. Nam mô Thiện Hộ Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam
Nam Mô Thiện Hỷ Phật. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ăn. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi thiên rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ thanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Tỳ kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Nam Mô Thiện Sư Phật. Nam Mô Phổ Thiện Phật. Nam Mô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam Mô Thiện Nhãn Phật. Nam Mô Sư Tử Tiên Phật. Nam Mô Phật Nhãn Phật. Nam Mô Hiệp Tụ Phật. Nam Mô Tật Trí Dũng Phật. Nam Mô Thiện Trụ Phật. Nam Mô Thật Hành Phật.
Nam mô Sư Tử Thu Phật. Nam mô Hải Mạn Phật. Nam mô Năng Độ Bi Ngạn Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Xưng Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Phật. Nam mô Thiện Giả Ma Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm, ăn miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối 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 lòng sám hối